Kính chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Sứa Trúc Ly nha. Hôm nay con xin giới thiệu hoa thu thủy năm nha cô chú anh chị. Thủy năm này xoay hoa to nha, chùm nụ cũng rất là nhiều luôn. Màu phấn nhẹ nhàng, màu phấn mà ở ngoài thì viền trắng nha. Chúc cô chú anh chị một buổi tối thật vui vẻ nha.